Rồi hello anh em ha, chào mừng anh em đã trở về kênh Cắt Cỏ của Du Linh ha anh em. Bữa nay em tính like cho anh em coi nhưng mà hiện tại á, hồi nãy bên sông nó bơm cát anh em, ồn quá nên em like không có được. Có gì để trưa mai đi anh em, trưa mai hoặc chiều mai đi em lên em like cho anh em coi ha. Máy cắt cỏ của anh em là rất là nhiều nghe anh em. Anh em muốn xem dòng máy nào đó thì cứ bình luận ở trong kênh đi. Rồi anh em mình qua hôm sau là em sẽ kiếm em lên cho anh em coi ha. Nay em lên cho anh em trước là 5 cây máy này ha anh em. Đây, nay em lên cho anh em là Austin 2006 nè. Magu Yama 233 siêu đẹp luôn nè anh em. Kyogit Echo 260 nè. Hitachi 21 nè. Gobin nè anh em, Gobin 20 ha. Gà bóp hệ luôn, giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Phụ kiện em tặng cho anh em á là 6 món phụ kiện đi kèm nghe anh em. Đây 6 món phụ kiện đi kèm ha, gồm một cái lưỡi dao nè, một cây lục giác 4 nè, một cái háo mugi nè anh em. Cái đầu trên này là anh em háo mugi nha, còn cái đầu dưới đây là anh em háo ốc đầu dao ha. Chứ lại là một sợi dây đeo mới, một cái ổ phát cước có dây cước sẵn cho anh em mình luôn nha. Với lại là một cái cạn cỏ, máy có cạn cỏ rồi á thì em không có để thêm ha. Với lại á, bên em bán hàng á là không có lấy cọc nha anh em, hàng tới thì anh em được quyền kiểm tra máy, nổ máy chạy ngon lành hết anh em mới trả tiền ha. Nên cái phần mà máy móc thì anh em cứ yên tâm bên em, máy móc sao thì em sẽ báo như video ha, tại vì hàng không có lấy cọc là không có dám báo tầm bậy tầm bạ đâu anh em, khỏi lo ha. Rồi vô con đầu tiên đi em, F1. Đây F1 là thuộc dòng của Gobin 20 nghe anh em, nồng 30 ly 20cc ha. Bình xăng cổ cao dễ châm xăng nè, chế là chế quanh gồ le đỏ tự động luôn nghe anh em. Kéo lên về đóng ra nè, lên ra nó trả về là mở ha. Sập lại xuống, con này em coi, con này bình xăng gin hay bình xăng mới ta, để em coi cái nè. Rồi bình xăng này bình xăng mới nghe anh em, bình xăng mới nha. Đảm bảo cho anh em là không bị xì xăng gì hết nha. Phần này thì anh em cứ yên tâm, không bị xì, không bị nứt gì hết. Nồng 30 ly 20cc nha. Nó có bị một cái lỗi là nó bị gãy cái áo cho này anh em, gãy hết một gân áo chỗ này ha. Còn bao nhiêu là gin hết, chưa bung, chưa chẻ gì hết nghe anh em. Giá chỉ có 1,2 triệu thôi, nồng 30 ly thích hợp cho anh em mình sử dụng gia đình rồi đó. Lâu lâu xài một lần đó. Gô pin hết, tâm nhựa tâm liền hết em, điểm eo móc dây đeo đầy đủ hết. Con này xài hai tay lái luôn nghe anh em. Hai tay lái bộ ga bóp hệ luôn ha. Đây ga bóp hệ luôn. Công tắc đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mở hết em. Cần đồ bò đồ là gin hết. Rồi, F1 này giá chỉ 1,2 triệu thôi nghe anh em. Gobin 20 ha. Rồi, tiếp tục qua con F2 là thuộc dòng của Echo nghe anh em. Echo Hitachi là nó đó. Quá đẹp luôn anh em ơi. Đây con này là Hitachi 21 nghe anh em, nồng 32 ly 21cc nha. Con này là rất là đẹp luôn nè, có cái nồng thì ngoài bên Nhật có để ngoài mưa ngoài nắng nè anh em, nó hơi ga tan nè nhưng mà không ăn thua ha, không ảnh hưởng gì tới máy hết. Bình xăng gin là còn trắng tinh luôn nha anh em. Hitachi 21 ha, nồng 32 ly nha anh em, chế là chế quanh gồ một kim nè nghe anh em, chế quanh gồ một kim hết, tum nhựa tum liền luôn, điểm eo móc dây đeo đầy đủ hết. Con này xài hai tay lái lớn luôn nha, hai tay lái lớn ga giữ luôn nè, công tắc xuống là tắt, lên là mở ha anh em. Cần đầu bò đồ là gin hết. Đây cần Hitachi luôn nghe anh em. Rồi F2 này giá chỉ 1,3 triệu thôi nghe anh em. Đã bao ship tới nhà cho mình đầy đủ 6 món phụ kiện đi kèm ha. Đồ đạt là liền lạc chưa bể vỡ ha. Rồi tiếp tục ở con F3 là cũng Echo luôn. Đây anh em mà muốn kiếm dòng máy lớn, dòng máy 34 ly mà hiệu là có thương hiệu là anh em tìm dòng Kyogit Echo này nghe anh em. Nồng 34 ly 26cc, chụp giật có xả áp giật rất là nhẹ luôn nghe anh em. Nắp bô e ngoài của nó bị hiếu rồi, chiều nó anh em chốt hàng là sẽ lắp đầy đủ hết. Chế vú to, chế da băng luôn ha anh em. Chế da băng ha, chế này chạy rất là phao máy anh em. Bình xăng gin thì nó hơi vàng nè nhưng là bình xăng gin á, tại vì để xăng anh em, để xăng lâu quá mà quên rút ra thì nó hơi vàng nè. Đây nó có một cái lỗi là nó bị bể chỗ này nhẹ nè anh em, bể lỗi chỗ này nhẹ nè ha. Tum nhôm luôn nha anh em, tum nhôm tum 260 ha. Lục. Tum nhôm tum liền anh em. Anh em mà xài á thì cho cái dòng tum nhôm này anh em khỏi phần khỏi sợ mà phải bị cháy hay là cái gì rồi. Máy Nhật mà chứ đâu phải máy Trung Quốc đâu anh em, mà nói cháy là cháy được. Cái cục IC của con này á thì em đảm bảo cho anh em 100% là xài không bao giờ chết anh em. Cái dòng Echo 260 này từ đó tới giờ em bán là không bao giờ mà thấy chết cục IC anh em. Điểm eo móc dây đeo đầy đủ hết. Con này xài hai tay lái lớn luôn anh em.
hai tay lớn ra giữ luôn, công tắc vẫn là xuống là tắt, lên là mở ha. Cần đồ bò đồ là ghim hết. Rồi con F3 này giá chỉ 1.8 triệu thôi anh em. Kêu Git Echo 260 ha. Cái dòng này chạy rất là lực luôn anh em. Rồi tiếp tục qua F4 là một dòng của siêu phẩm anh em. Siêu phẩm Magu ha. Giật lại cái nữa em. Đây con này là Magu đề cao nha anh em. Magu Yama 233 ha, nòng 32 ly. Đây anh em nhìn cái bình đựng xăng của nó anh em. Còn trắng tinh luôn, nòng 32 ly ha. Lốc là đóng mắt in da băng luôn nha anh em. Đây dòng Magu thì nó có đóng lốc nha, đóng lốc mắt in da băng ha. Công tắc nằm ở đây ha anh em. Nắp bue còn rất là đẹp luôn. Chế là chế quanh gồ một kim ha anh em. Magu này là thường gọi là Magu xét lớn đó anh em. Tôm nhựa tôm liền ha, điểm eo móc dây đeo vẫn đầy đủ hết. Con này xài hai tay lái lớn luôn nha anh em. Hai tay lái lớn gai bóp hệ luôn. Anh em mà không sử dụng gai bóp á, buộc con dây chỗ này lại lên xuống cái này là nó thành gai giữ nha anh em. Đây cần đầu bò đồ là ghim hết. Rồi con F4 này giá chỉ 1.7 triệu thôi. Anh em nhanh tay con này nha. Con này là còn rất là deep, rất là vip luôn anh em ơi. Cái dòng này chạy thì anh em khỏi phải bàn nè. Dòng Magu thì gọn nhẹ bền tiết kiệm xăng, là chỉ có dòng Magu thôi anh em. Rồi tiếp tục qua con cuối cùng. Đây em chỉnh xăng con này anh em. Dòng ít tinh này chạy rất là bốc mà hợ bên em chỉnh sau mà nó chạy yếu xìu không biết đó. Lên kia. Cái tinh này là từ máy cưa của máy cắt cỏ, là hương hiệu của nó rất là dữ nè. Tự giật nổ lên anh em. Rồi con này ép tinh FS 2006 anh em, nồng 34 ly 26cc mà em bán cho anh em là có 1.9 triệu thôi. Máy móc là nguyên zin từ A tới Z hết. Chế là chế quanh bờ gồ 2 kim luôn anh em. Đây chế quanh bờ gồ 2 kim luôn ha. Ít tinh ha, số series của nó là đầy đủ hết. Có chân trống bao vệ bình xăng luôn anh em. Điểm eo móc dây đeo đầy đủ hết. Con này là hai tay lái lớn luôn nha, hai tay lái lớn ra giữ luôn. Cần đầu bò rồi là ghim hết. Rồi con F5 này giá chỉ 1.9 triệu thôi anh em. Máy móc là siêu đẹp luôn ha, liền lạc không bể vỡ ha, mà giá bán chỉ 1.9 triệu thôi, siêu rẻ luôn. Rồi anh em có chốt hàng đó thì cứ liên hệ qua cái số điện thoại của em ha. Chừng nữa anh em chốt hàng là em sẽ để cái số điện thoại dưới phần bình luận á, cho anh em mình dễ lựa chọn và dễ chốt ha. Rồi hẹn gặp anh em ở clip sau ha anh em.